đề năng thế lực Nhật Hàn. Vâng, hôm nay đi cùng giải đấu người đẹp Lý Quế Trân. Và dưới vị của trận đấu này xin hướng về quyết định Sơn Ca Lệ Rô. Vâng, và trận đấu này nhà ca sĩ Bibi Phụng và Thiên Mê. Và xin hôm nay chào mừng tất cả quý vị đã có mặt tại đàm xe xe tối đêm nay. Và kính chúc tất cả quý vị một đêm thật tuyệt vời của vị ngành hát ô tô Thế Nhân. Vâng, cảm ơn gì gì của tòa khán giả tối đêm nay. Và chúng ta sẽ hòa mình cùng với Lô Tô Show của Hương Nam. Và đến với dòng lời đầu tiên của tối đêm nay, dòng lời 20.000 đồng để chúng ta chọn qua một phiếu mua hàng trị giá 1 triệu đồng. Vâng, thưa quý vị, đêm nay là đêm chung kết cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 2 năm 2024. Thì hy vọng rằng đêm nay sẽ là một đêm cháy hết mình của tất cả các thí sinh, cũng như là những tràng vỗ tay của vị khán giả bên dưới sẽ dành cho tất cả các thí sinh trong buổi tối đêm nay luôn nha. Dạ rồi, và quý vị ơi, một lại đầu tiên như lúc này xin quý vị hướng mắt về sân khấu và cùng đến với thủ tục kiểm banh của Hương Nam quý vị nha. Với vị banh đầu tiên từ con số 01 đến 30 đang được hiển thị một cái cách rõ ràng, hoàn toàn minh bạch và không có bất kỳ số nào mất đi hay lặp lại trên vị banh. Vâng, thưa quý vị, một lần vào banh sẽ có 60 con số. Vị banh đầu tiên từ con số 1 đến con số 30 hợp lệ, và bây giờ sẽ cho vào bên trong lồng cầu với người đẹp Thanh Ngân. Và từ con số 31 đến con số 60 trên vị banh thứ hai đã kiểm tra xong và cũng đã hợp lệ, không có số nào trùng nhau cũng như không có số nào mất đi. Dạ xin lỗi quý vị khán giả, em sẽ bỏ banh vào và em sẽ kêu số lại nha, không sao. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị cho số. Cho số quý vị ơi, chưa bỏ banh nhưng mà phải chuẩn điều banh lên nha. Hey. Số gì đây à? May gì ta? Chúng là trời cho, chúng là trò chơi, chúng là trời cho, chúng là trò chơi. Hồi giờ rất đông vui, chúng biết xin mời mà không biết chơi. Và bây giờ tụi em sẽ gửi một cái clip casting đóng phim Lật Mặt 8. Trời ơi. Dạ em chào anh Lý Hải nha. Dạ em tên là Yumi. Em và các bạn em sẽ thủ vai vợ biển của phim Triệu Uyên Linh casting phim Lật Mặt 8. Hay quá. Trời ơi, mấy bạn. Trời ơi. Má
tin phim rồi đâu có trốn với cha nhau một chó vậy trời. Trời ơi, à, biết nào chỗ sẽ tao chung. Dạ, em xin lỗi anh Lý Hải, cảm ơn anh đã xem clip và ngó lờ. Giờ số tiếp. Nó nghe là nghĩ chắc được không? Đánh chảy máu tay luôn rồi nè bà nội. Trời ơi, anh là thổ cái đầu má này thổ tôi nè. Số gì đây à, số gì đây, số gì đây, số gì đây.